Rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, trúng số đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh ở chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập hành trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri bất ngờ tiết lộ sự thật cực chuẩn xác về vận trình cuộc đời của tuổi Bính Thìn sinh 1976, được lọc bề trên, lội ngược dòng số phận mà thoát kiếp nghèo khổ, trúng số đổi đời cực giàu có, đúng trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch 2024. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chương trình Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi đến quý khán giả lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an và thành công thật nhiều trong cuộc sống. Quý khán giả thân mến, nhiều người hỏi tôi rằng, không hiểu sao họ sống đã quá nửa đời người mà vẫn không hết khổ, tại sao làm việc chăm chỉ quanh năm ngày tháng, mà vẫn nợ nần, túng quẫn, không ngóc đầu lên được, nhưng lại có những người đẻ ra đã vượt qua vạch đích, chẳng cần làm gì cũng thừa hưởng cả gia tài cơ nghiệp bạc tỷ, tiêu mấy đời mấy kiếp cũng không hết, đó là do số mệnh an bài của mỗi người, và chỉ những người nhìn thấy trước vận mệnh thì mới có thể thay đổi hiện thực khắc nghiệt đó. Nhắc đến nghèo khổ thì ai trong chúng ta cũng cảm thấy ám ảnh và khiếp sợ. Tuy nhiên, khi được biết trước vận mệnh thì lại rất ít người chủ động tìm hiểu để phòng tránh tai ương, hiểm họa bởi tâm lý chủ quan, đến đâu hay đến đó mà nhiều người lâm vào đường cùng, túng quẫn, muốn trốn chạy cũng không kịp, để rồi những tháng ngày về sau phải chịu đựng đủ điều, sống chìm ngập trong khổ ải trần gian. Đến nước này thì chỉ có số ít người thúc đẩy mệnh lớn lắm mới có thể đi qua được sóng gió, đạt được niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Vậy, phải làm sao để đón lành tránh dữ, đi tới bến bờ bình an đây? Có câu nói, thời vận không thông, mưu cầu vô ích, dẫu có muốn cũng chẳng được. Ngược lại, thời vận may mắn đến, nếu có điều gì thuận lợi cho mình, thì quý mệnh chủ hãy mạnh dạn mà nắm bắt. Nhân duyên cát lành sẽ đưa bạn đi đúng hướng, cứ thế phứ lên như diều gặp gió, giàu sang phú quý bám thân thì cũng không thể cản nổi. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 thân mến, sau khi quan sát sự dịch chuyển của các chòm sao cung mệnh cũng như vận trình lưu niên, thì con giáp tuổi Bính Thìn sinh 1976 trong năm 2024 âm lịch sẽ ở tuổi 49 với vận trình biến động khôn lường, đặc biệt giai đoạn tháng 3 và tháng 4 âm lịch 2024 sắp tới chính là thời điểm vàng. Quyết định số phận một đời còn lại của con giáp này sẽ có nhiều gian nan, hiểm cảnh khổ nạn điệp trùng, nhưng trong cái rủi lại có cái may. Chỉ cần tuổi Bính Thìn tránh được 3 điều cấm kỵ, làm mầm mống tai ương khổ nạn này sẽ hóa hung thành cát, vận hạn tiêu tan, đón thời giàu sang, vinh hiển, thịnh vượng. Định mệnh của bản mệnh trong đại nạn chính là số kiếp phú quý, hoàng kim. Vậy cụ thể vận trình của tuổi Bính Thìn sinh 1976 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch 2024 sẽ diễn biến như thế nào? Trong giai đoạn này sẽ xảy ra bước ngoặt nào? Điều gì sẽ giúp quý mệnh chủ sửa đổi vận giàu sang, tiền vàng ngập két, sống sung sướng, an nhàn đến cuối đời? Tất cả sẽ được hé lộ ngay sau đây. Xin mời quý khán giả hãy cùng với Minh Đường Tử Vi khám phá ngay qua lá số tử vi trong cung mệnh dưới đây nhé. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách của người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Trời sinh Bính Thìn là người chính trực, cương nghị, luôn đứng về phía lẽ phải. Tuy nhiên, đôi lúc họ có chút bất mãn với thời cuộc, không hài lòng với những bất công trong xã hội. Người này không có duyên bạn bè, bạn ít, mà hầu hết đều là những người chỉ chung vui chứ không cùng chịu khổ. Tính cách của Bính Thìn hoạt bát, sôi nổi, nhưng trái lại cũng không kém phần nhạy cảm và tinh tế. Bính Thìn là người chính trực, vô tư, nghiêm khắc với bản thân, đòi hỏi cao với bạn bè, công tư phân minh, không vì lợi lộc mà bán rẻ lương tâm. Họ không khéo trong chuyện xã giao,
cũng không biết làm màu nịnh bợ. Người này luôn ôm trong mình hào khí ngất trời, lý tưởng cao xa, tài năng hơn người, khiến họ dễ dàng giành được thành công trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa. Chỉ cần cố gắng và giữ nghị lực thì thành công không nằm ngoài tầm tay họ. Bề ngoài có vẻ chững chạc, trưởng thành, nhưng nội tâm họ vẫn giữ nét ngây thơ, trong sáng của trẻ thơ, bản tính vui vẻ, lạc quan, cũng rất thích hài hước. Có thể nói đây là người mang tổng thể phức tạp với nhiều mâu thuẫn đối lập, vừa tài hoa, lại vừa ngây ngô, vừa chăm chỉ, lại vừa hay than thở, vừa vui vẻ, lại buồn ngay được, song nói chung thì họ là người có thể tin cậy được. Bính Thìn là người thông minh, hoạt bát, ngay thẳng và cứng rắn, họ luôn gặp tràng sức mạnh và năng lượng là biểu tượng của sự giàu có, quyền lực và hơi kiêu ngạo. Họ là những người thông minh, sắc sảo, có tài ăn nói và có giác quan nhạy bén nên rất dễ thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Người tuổi Bính Thìn sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác. Bởi vậy, Bính Thìn có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến. Bính Thìn mệnh thổ, rất lương thiện, dễ mủi lòng. Đây là bản tính của họ chứ hoàn toàn không có chút gì giả tạo. Tuy họ luôn có mong muốn lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, nhưng tính cách không rõ ràng nên cuộc sống của họ khá bình yên. Thực ra, người này chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì với tố chất của mình, họ hoàn toàn có thể trở thành lãnh đạo, quản lý xuất sắc, có quyền lực trong tay, đủ sức tạo phúc cho nhân dân. Tuổi Bính Thìn nam mệnh có tính cách thay đổi khá nhanh. Họ là những con người say mê quyền lực, khá ngông cuồng và kiêu ngạo. Tuy nhiên, những người này lại gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuy ngông cuồng, kiêu ngạo, nhưng họ lại sở hữu một tính cách vị tha, khoan dung, lúc nào họ cũng tràn đầy sinh lực. Đối với họ, thì một cuộc sống đa sắc màu rực rỡ mới là một cuộc sống đáng để hưởng thụ. Người tuổi này cũng có những tính xấu, đó là hay muốn gây sự chú ý, thích coi mình là trung tâm, đòi hỏi vô độ từ những người khác mà không cần lý lẽ và có những suy nghĩ khá lạ đời. Người tuổi Bính Thìn thường gặp những trắc trở nho nhỏ trong thời thơ ấu. Từ nhỏ, bạn đã yêu cầu quá nhiều ở những người thân, cho nên hoàn cảnh xung quanh không mấy hoàn hảo đối với bạn. Mặt khác, cá tính độc lập sẽ khiến bạn gặp nhiều phiền toái không cần thiết. Khi đến thời trung niên, vì bạn luôn muốn nổi bật trong đám đông, như vậy thường khiến người ta ghen ghét, đố kỵ, gây ra nhiều rắc rối và hiểu lầm. Bạn nên chú ý điều tiết mối quan hệ với những người xung quanh, có nhiều chuyện cũng nên hỏi ý kiến người khác. Nhưng khi về già, tuổi Bính Thìn thường rất vui vẻ, gặp mọi sự thuận lợi, có thể nói là muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Bính Thìn vốn thông minh, lanh lợi bẩm sinh, phản ứng nhanh nhạy, quan sát tinh tế, bởi vậy họ không mấy vất vả khi quản lý kinh tế, tài vụ. Có điều, tuy họ biết cách quản lý tiền bạc nhưng không sao chuyên tâm theo đuổi phú quý. Hơn nữa, thông thường đối với họ, tiền bạc chỉ là phương tiện để đạt được mục đích cao nhất của đời người mà thôi, chứ không phải là thứ quan trọng nhất. Điều bạn mong muốn duy nhất là thực hiện được ước mơ của bản thân. Quan điểm về tài lợi của họ quả chính xác và sáng suốt. Nếu có thể hài hòa giữa hiện thực và lý tưởng, nếu có thể coi theo đuổi tiền bạc cũng là một phần của cuộc sống, Bính Thìn có khả năng trở thành đại phú. Nhưng với tính cách của họ, nếu thu nhập nhiều nghĩa là chi tiêu cũng lớn. Cho nên, nếu muốn dành dụm tiền một cách có kế hoạch, thì hãy đầu tư vào bất động sản hoặc cổ phiếu để gia tăng và giữ gìn tài sản. Lòng tự tôn cao thúc đẩy họ có lý tưởng hơn người. Nếu phân tích kỹ, lòng tự tôn ấy thì thường chỉ để thỏa mãn sự say mê, hư danh mà thôi. Dù Bính Thìn có thể kiếm được ra rất nhiều tiền, song cũng chỉ nhằm chứng minh bạn tài giỏi hơn người mà thôi. Vì vậy, bạn chớ ấp ủ ý định làm giàu nhanh chóng bằng cách đi đầu cơ hoặc đánh bạc, nếu không, bạn sẽ luôn luôn bị thiệt thòi. Những người tuổi Bính Thìn THUA nhỏ khá hiếu động, tinh nghịch, ham chơi, khi lớn lên khả năng giao tiếp ngày càng được cải thiện. Điều đó giúp cho họ dễ dàng nổi bật trước đám đông, tạo dựng nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên, có một số người lại cho rằng tuổi Bính Thìn phô trương, tự tin một cách thái quá. Tuổi Bính Thìn làm việc rất chăm chỉ để vươn tới một cuộc sống sung sướng, giàu sang. Họ giỏi trong việc kiếm tiền và luôn có kế hoạch dành dụm cho tương lai của mình. Những người này làm việc không chỉ vì mục đích kiếm tiền. Điều quan trọng nhất là họ được sống với đam mê, sở thích của mình, nhờ vào sự cố gắng, ý chí quyết tâm vươn lên để phát triển bản thân. Mà Bính Thìn thường đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, họ không bao giờ sợ hãi, lùi bước trước khó khăn. Ngược lại, Bính Thìn xem đó như là thời cơ quý giá để khẳng định bản thân. Bính Thìn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với những đam mê của mình. Họ hăng say làm việc và luôn có niềm tin vào tương lai tươi sáng. Không ít tuổi Bính Thìn chưa đến 40 là đã có tất cả. Nhìn chung, một khi Bính Thìn đã bắt tay làm việc gì thì sẽ tạo được thành quả ngoài mong đợi. Càng lớn tuổi Bính Thìn càng được quý nhân phù trợ nhiều, ngày càng giàu có, sung túc,
sống cuộc đời viên mãn. Tuổi Bính Thìn nữ mệnh rất thoải mái, linh hoạt trong cách giao tiếp, với vẻ ngoài thanh lịch, họ dễ tạo được thiện cảm với mọi người xung quanh, đặc biệt là người khác giới, nụ cười luôn rạng ngời trên môi và ánh mắt thân thiện cũng là ưu thế của họ trong giao tiếp. Người tuổi Bính Thìn sống bao dung, chân thành, vì vậy, bạn bè, người thân luôn tìm đến họ để sẻ chia nỗi niềm, tâm sự, nhưng tuổi Bính Thìn lại giải quyết mọi việc đều bằng lý trí. Không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung, họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Bính Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá sẽ như một con dao hai mặt. Nếu chủ quan, con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Phụ nữ tuổi Bính Thìn luôn đấu tranh để tìm được sự bình đẳng trong cuộc sống. Họ thích làm việc thiện và kêu gọi mọi người xung quanh gia nhập vào những tổ chức từ thiện, ủng hộ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Họ là những cô nàng thoải mái, năng động, hòa đồng với mọi người xung quanh. Họ giản dị trong cả phong cách ăn mặc không quá cầu kỳ. Đó là lý do tại sao bạn sẽ luôn thấy hình ảnh cô nàng tuổi Bính Thìn với những bộ trang phục đơn giản, thoải mái, chứ không phải những bộ váy áo sexy. Phụ nữ tuổi này trông bề ngoài thì có vẻ rất cứng rắn, kiên quyết, nhưng nội tâm khá hiền lành và mềm mỏng, nhân hậu, đôi lúc đa sầu, đa cảm. Họ cũng có lúc để lộ sự cố gắng, gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, để lên dây cót tinh thần, nhưng ẩn bên trong lại khác. Sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về vận trình tử vi trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch 2024 của tuổi Bính Thìn sinh 1976. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tuổi Bính Thìn sinh 1976 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Xem tử vi tuổi Bính Thìn trong 2 tháng âm lịch này, sự nghiệp có bố cục kiêu thần, đi vào cung mệnh kiêu thần hay còn gọi là thiên ấn. Nó mang trong mình số mệnh bất phàm, nghĩa là tử vi tuổi Bính Thìn trong 2 tháng tới sẽ khá đặc biệt về công việc. Bạn phát huy được năng lực của chính mình, ý tưởng sáng tạo, độc đáo, có khả năng lĩnh ngộ cao, nên dễ dàng đạt được mục tiêu công việc đề ra. Tuy nhiên, thái tuế trên đầu, nên cái tôi của con giáp này bành trướng thái quá, thiếu đi sự quan sát tổng quan, kèm với đó là phá hủy các mối quan hệ xã giao. Lời khuyên dành cho bạn là lúc nào cũng cần phải cân bằng trạng thái tâm lý, tránh manh động, kẻo động việc gì cũng hỏng. Mưu sự trong thời gian tới phải tính toán thận trọng, việc không chắc thì không làm, nhất là đừng a dua theo người khác, hành sự nhất định phải cẩn thận, đề cao tinh thần cảnh giác trong mọi tình huống. Nhìn chung, trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch 2024 sẽ là khoảng thời gian nhiều thách thức, cùng với đó là cơ hội cho con giáp này, nếu khó khăn đã không thể tránh khỏi, thay vì buông xuôi, hãy cứ thẳng thắn đối mặt để khai phá tiềm năng của bản thân, bứt phá giới hạn. Chỉ khi rèn cho bản thân khả năng thích ứng nhanh, bạn mới có thể giảm thiểu hung hiểm do thái tuế gây ra. Trong vô vàn tác động tiêu cực, vẫn còn hy vọng cho Bính Thìn, khi các tinh thiên ấn đồng hành, bạn cứ phấn đấu hết mình, sẽ có ngày thành tới. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Bính Thìn 1976, trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch 2024. Xem tử vi Bính Thìn trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch về tài lộc, người tuổi Bính Thìn sẽ có nguồn thu nhập đảm bảo. Ngoài ra, sự nhạy cảm của bạn với tiền bạc cũng mạnh hơn rất nhiều, nên cơ hội kiếm tiền luôn bày ra trước mắt. Bạn có sở trường là điều tra, tìm hiểu, nên việc nắm bắt tin tức đầu tư, sinh lời luôn mang về cho bạn nhiều khoản thu bất ngờ. Tuy nhiên, thầy tử vi cũng nhắc nhở con giáp này, dù có kiếm được tiền cũng phải tiết kiệm, tích lũy cho riêng mình một khoản, đề phòng những bất trắc, rủi ro có thể xảy ra trong năm 2024 âm lịch này. Vấn đề lựa chọn đối tác làm ăn cũng chớ nên qua loa. Thái tuế có thể gây ra tranh chấp liên quan tới tiền bạc, nếu nổ ra xung đột, bạn có thể sẽ là bên chịu nhiều thiệt thòi hơn cả. Do đó, bạn cần hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt là với người thân hay người có quen biết, nếu là dự án đang thực hiện dang dở. Nên chú trọng chi tiết, tiến hành từng bước, tính toán kỹ lưỡng, cái lợi, cái hại, làm đến đâu chắc đến đấy, bạn không nên chủ quan, quen tay, quen việc mà nhảy cóc công đoạn, bởi trong năm, vận khí sa sút. Chuyện xui rủi có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nóng vội chỉ khiến bạn mất cả chì lẫn chài. Với người đang đi làm thuê hay nhân viên văn phòng cũng cần chăm chỉ hơn, chớ buồn chán, uể oải, có thể ảnh hưởng tới nguồn thu nhập chính của bạn. Hơn nữa, có thể vì sự chủ quan trong việc đánh giá tình hình, nên bạn còn có thể bỏ tiền túi ra đền bù thiệt hại. Đã đến lúc bạn cần chậm lại một chút để có thể suy xét kỹ hơn khía cạnh liên quan đến công việc và thu nhập hiện tại. Ngoài ra, hung tinh cũng sẽ gây tiêu hao tiền bạc. Liên quan về vấn đề sức khỏe,
bạn nên chi tiêu hợp lý, hạn chế mua sắm hay cho vay mượn không đúng mục đích. Để tránh khiến tiền của hao hụt càng nhiều, hãy quản lý tốt túi tiền của mình trước khi có suy nghĩ giúp đỡ người khác. Bên cạnh đó, vật giá leo thang, nhu cầu cuộc sống ngày càng cao. Những chi phí phát sinh thường nhật theo đó ngày càng nhiều, đòi hỏi bạn cần có cách chi tiêu, quản lý tài chính hợp lý, bằng không sẽ khó tránh khỏi cảnh vay mượn, nợ nần. Về phương diện sức khỏe, tuổi Bính Thìn sinh 1976, trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Vấn đề nữa mà con giáp này cần quan tâm là việc chăm sóc sức khỏe. Sức khỏe của tuổi Bính Thìn trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch 2024 này có phần giảm sút, dễ gặp hung hiểm, bất ngờ ốm đau. Bệnh tật khó tránh, bạn nên đề phòng thương tật tay chân, tai nạn xe cộ bất ngờ, đặc biệt coi chừng những thương tổn do kim loại gây ra, ví dụ như dao, kéo, vật nhọn, kính vỡ, thanh sắt. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm soát cảm xúc, tránh các tình huống va chạm cãi vã, kẻo xảy ra xô xát, dẫn tới họa huyết quang. Trong mọi tình huống, con giáp này không nên quá kích động hay ương bướng, hãy nên tỉnh táo và suy nghĩ nhiều hơn, đồng thời lắng nghe ý kiến từ bạn bè. Nữ mệnh cần chú ý các vấn đề về nội tiết, tránh căng thẳng thần kinh, dễ làm bạn đau đầu, mất ngủ. Hung tinh thiên khốc còn ám chỉ, có tang chế trong nhà, tuổi Bính Thìn nên quan tâm nhiều hơn tới người nhà, thường xuyên đưa đi kiểm tra thân thể toàn diện để kịp thời phát hiện bệnh tật, nhất là người lớn tuổi. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo tuổi Bính Thìn sinh 1976 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Tuổi Bính Thìn đương đầu với Thái Tuế, lại thêm ngũ hành tuổi xung khắc với ngũ hành năm, phương diện tình cảm của tuổi Bính Thìn trong hai tháng âm lịch này được dự đoán buồn nhiều hơn vui. Với người đã kết hôn, bạn cũng cần chú ý hơn đến trạng thái, tâm tư cũng như cảm xúc của đối phương, vợ chồng sống với nhau cả đời. Đừng vì cảm xúc bộc phát nhất thời mà hành xử gây tổn thương cho người kia, đặc biệt cần tránh chê bai nhau mà dẫn đến mất hòa khí, không khí gia đình nặng nề. Sau đây sẽ là phần luận giải hung cát từng tháng âm lịch trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch 2024 của người tuổi Bính Thìn sinh 1976. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Tuổi Bính Thìn có thể sẽ phải chịu những thách thức không nhỏ trong tháng này do bị trực Thái Tuế án ngữ, cũng vì thế mà tâm trạng của bạn khá bất ổn, vui buồn thất thường, dễ dẫn đến vạ miệng nếu không kiểm soát được bản thân. Công việc trong tháng tăng cả về khối lượng lẫn độ khó, áp lực kèm theo không nhỏ, nhưng thu hoạch cũng không hề ít nếu bạn đủ kiên trì và quyết tâm tới cùng. Ngoài ra, bạn cũng phải chú ý điều hòa mối quan hệ nơi làm việc, cục diện tương hình nhắc nhở bạn, cần đặc biệt lưu ý tới phương diện tình cảm, chú ý tiết chế cảm xúc, giữ không khí gia đình hài hòa, tránh xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với người thân trong nhà, nhất là thái độ của bạn với con cháu, với bề trên. Người độc thân cần dành thêm thời gian chăm chút cho bản thân, cuộc sống chỉ toàn công việc cũng không hẳn là điều tốt. Đừng dễ dàng đánh mất hạnh phúc vốn đã hiện hữu ngay bên cạnh bạn chỉ vì sự bàng quan và hờ hững của bản thân. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Những điều mà tuổi Bính Thìn chưa thể làm được hoặc vẫn còn do dự, không tiến hành trong năm cũ, thì từ tháng này, bạn sẽ hạ quyết tâm thực hiện cho bằng được. Vận khí xui xẻo đã qua, giờ là lúc bạn tìm đường đi nước bước để khẳng định năng lực bản thân cũng như phấn đấu thăng tiến trong sự nghiệp. Tháng 4 âm lịch này là thời điểm lý tưởng để người cầm tinh con rồng dốc toàn tinh lực cũng như thời gian để phấn đấu cho sự nghiệp. Khi công việc trôi chảy, tài lộc ắt sẽ sáng theo, không cần phải suy nghĩ hay đắn đo quá nhiều. Hãy làm những gì mình thích và chờ xem thành quả đạt được nhờ sự thông minh, lanh lợi và biết cách sắp xếp thời gian hợp lý nên bạn dễ dàng kê nhiệm nhiều công việc cùng lúc. Vì thế mà nguồn thu nhập chính và phụ trong tháng đều tăng, tuy có khó khăn, vất vả, nhưng bạn vẫn biết cách để vượt qua, không những kiếm tiền cho bản thân mà còn trợ giúp phần nào cho gia đình, bố mẹ, mọi người trong nhà đều yêu quý và tự hào vì điều đó. Tiếp theo sau đây sẽ là phần bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Bình giải sao hạn cho nam mệnh tuổi Bính Thìn năm 2024 âm lịch. Theo sao chiếu mệnh trong năm 2024 âm lịch, gặp năm có hao tinh chiếu mệnh, báo hiệu biến động mạnh về tài chính, tiền bạc tiêu hao nhiều, phần vì làm ăn khó khăn, tiểu nhân đấu đá, dính dáng tranh chấp, thư kiện, phần vì sức khỏe giảm sút mà phải tốn kém, trong năm, xuất hành bất lợi, hạn chế đi xa một mình kẻo tiền mất tật mang. Cách hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy năm 2024 âm lịch. Bạn nên tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng
Nếu không muốn bị quét sạch cửa nhà, thì bản mệnh nên lấy tiền của đi quyên góp, giúp đỡ người nghèo khổ, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim, nên trong năm, bản mệnh tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất, màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy, có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire sẽ giúp bản mệnh hóa sát, cầu an. Bình giải sao hạn cho nữ mệnh tuổi Bính Thìn năm 2024 âm lịch. Nữ mệnh Bính Thìn may mắn có cát tinh chiếu mệnh nên đời sống tinh thần có nhiều sự cải thiện tích cực trong năm 2024 âm lịch, các phương diện cuộc sống ít nỗi muộn phiền, có thể yên tâm làm việc của mình, tiền bạc không cần phải quá căn ke, bạn có lộc về đất đai, có thể tập trung làm ăn theo hướng này, nhưng chớ nên bất chấp. Cách kích hoạt cát tính của sao Thái âm bằng phong thủy năm 2024 âm lịch. Đồ phong thủy, nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topica xanh dương, đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng nâu, nên tiến hành đầu tư kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao Thái âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc, vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhận được sự giúp đỡ của nhiều người, hãy tu thân, tích đức, luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không vụ lợi, bởi bạn tốt bụng, không ngại ngừng giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Cách giải hạn Huỳnh Tuyền năm 2024 âm lịch. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy. Không may tai nạn bất ngờ xảy ra, làm nguy hại đến tính mạng, tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân, đồng thời cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ, đề phòng tay bay vạ gió. Trong năm, bản mệnh không nên đứng ra bảo lãnh bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết, không may tay bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Tiếp theo, trong chuyên mục phong thủy may mắn năm 2024 âm lịch, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý khán giả về màu sắc may mắn, giúp tuổi Bính Thìn gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu tím vượng sự nghiệp. Màu sắc này sẽ giúp bạn phát huy được điểm mạnh của mình, đồng thời biết mình biết ta, đưa ra những quyết định đúng đắn, bạn cũng sẽ tránh được những tranh chấp thị phi không đáng có. Màu đỏ vượng tài lộc, sức khỏe. Ai cũng biết màu đỏ đại diện cho may mắn, nó sẽ giúp bạn mở rộng quan hệ, kết giao với nhiều đối tác triển vọng, đôi bên cùng hợp tác, đạt được thành công. Ngoài ra, màu này cũng giúp bạn cảm thấy phấn chấn, tràn đầy sức khỏe. Màu vàng vượng tình duyên. Màu vàng sẽ giúp bạn thể hiện được những nét quyến rũ ẩn giấu mà trước nay có thể chính bạn cũng chưa nhận ra. Bạn biết cách nói năng, quan tâm đến mọi người nên dễ lọt vào mắt xanh của người khác. Màu kỵ năm 2024 âm lịch của tuổi Bính Thìn là màu đen, xanh lục. Màu này khiến tuổi Bính Thìn trở nên bất cẩn, tiêu dùng hoang phí, sa đà vào lối sống hưởng thụ và còn có thể kết bạn xấu trong năm nay, gây tác động tiêu cực đến tài lộc. Khi rơi vào tình huống khó khăn, bạn cũng trở nên nóng nảy, bạo lực, dẫn đến xô xát với người khác, thậm chí nghiêm trọng còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Bính Thìn sinh 1976 ở tuổi 49. Đừng ép buộc điều gì, vận may sẽ tự nhiên đến, ai không muốn phú quý vinh hoa, ai mà không muốn may mắn đến với cuộc sống của mình, ai mà không muốn người khác thuận theo ý mình cơ chứ. Hầu hết mọi người trên thế giới không theo đuổi gì ngoài danh tiếng và tiền tài trong cuộc sống của họ. Đa phần chúng ta đều rất coi trọng đồng tiền. Để đạt được danh vọng và tiền tài, nhiều người còn liều lĩnh sử dụng tất cả các phương pháp không chính đáng, trái pháp luật để đạt được mục đích của họ. Phật có dạy, cái gì của mình thì mãi mãi là của mình, cái gì không phải của mình, ép buộc cỡ nào cũng không lấy được. Con người luôn có khát vọng theo đuổi danh lợi, nhưng không phải cái gì cũng theo đuổi được. Nếu không phải là thứ thuộc về mình, thì dẫu có tranh giành đến mấy thì cũng không bền. Khi nào nó phải đến thì nó sẽ đến một cách tự nhiên. Chúng ta chỉ cần sống có đạo đức, sống không hổ thẹn với bản thân và xã hội thì may mắn sẽ tự nhiên đến. Đời người trăm năm trôi qua vội vã, những gì bạn có rồi cũng sẽ tan thành mây khói. Chỉ khi bạn hiểu rõ mình thực sự nên theo đuổi điều gì, thì hạnh phúc và may mắn mới đến. Không kiêu ngạo,
tự cao, tự đại, cuộc sống cứ thế mà vui vẻ, an nhiên, tự tại. Chương trình đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý mệnh chủ tuổi Bính Thìn sinh 1976 nắm được vận mệnh phú quý. Chúc quý khán giả viên mãn, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Bên cạnh đó, quý khán giả đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và cập nhật những video bổ ích trong thời gian sớm nhất quý khán giả nhé. Minh Đường Tử Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.